bây giờ xin hỏi là vợ bảo cưới vợ được bao lâu rồi? Dạ cưới vợ được khoảng năm. Mới một năm thôi? Dạ mới một năm thôi. Thế à? Và có con chưa? Dạ có con. Mới một năm có con. Dạ. Vợ là diễn viên kịch. Dạ. Học cùng lớp hay là diễn cùng sân khấu? À, vợ là diễn viên chuyên đóng phim và quảng cáo, cũng có đóng kịch. Thì quen nhau là từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ ở trường sân khấu điện ảnh. Tôi có gặp vợ Bảo rồi, xích lắm. Dạ. Bởi vì hai người có thi trong một cái chương trình mà tôi làm lắm cả dạ. Chương trình nấu ăn đấy đúng không? Dạ, đúng hình như cô người Quảng Trị bảo hay là người Quảng Ngãi? Dạ, người Quảng Nam. Người Quảng Nam. Dạ, là người miền Trung. Thế khi mà nghe cưới một người cùng nghề đó, gia đình hai bên thế nào Bảo? À, thật ra là gia đình của bên phía bên em thì không có vấn đề gì hết. Bởi vì gia đình em là một gia đình nghệ thuật đúng nghệ không? Thuật có rồi. Truyền thống rất là dạ, lâu đời. Đúng rồi. Thì còn cái gia đình của bên vợ đó thì lúc đầu cũng có hơi lo lắng. Thế à? Tại vì nghĩ là cái anh này ảnh là nghệ sĩ rồi ảnh có chung thủy hay không? Rồi ảnh có lo lắng cho gia đình hay không? Đó là những cái chuyện mà mối lo của bên gia đình vợ. Nhưng mà rồi từ từ mình cũng chứng minh được cho gia đình vợ thấy là mình có thể làm tốt được tất cả mọi thứ. Ông ơi, mới có hơn một năm mà. Chứng minh hơn một năm thì nó dễ. Đúng không? Dạ. Chưa có cái gì là... Thế tóm lại là từ ngày cưới rồi chưa có gì, sóng gió gì lớn à? Dạ cũng sóng gió lớn thì không có. Nhưng mà có những cái sóng gió nhỏ nhỏ thì nó cũng có. Tại vì cưới nhau thì được một năm, quen nhau được hai năm, cưới nhau được một năm. Nhưng mà cũng đã cùng nhau trải qua rất là nhiều thứ trong cuộc đời, nhiều sóng gió. Cũng như là cùng nhau làm những cái chương trình nghệ thuật lớn. Thì dạ thì có hai người cùng làm thôi. Cho nên là nó cũng trải qua nhiều cái cay đắng cũng có nhau. Rồi vinh quang cũng có nhau. Mà buồn tuổi thì cũng có nhau. Đã có gọi là đa dạng vậy chứ à? Ví dụ bây giờ nó thật lòng với Bảo nhé. Ví dụ như là buổi sáng như tôi này ra khỏi nhà, vợ đi một hướng. Bởi vì vợ mình là giáo viên mà, chồng đi một hướng, hai cái lý do khác nhau. Thế buổi tối về thì gặp nhau thì thật ra nói là có những cái tò mò, ví dụ như là năm hôm nay em đi đâu, anh làm gì các thứ. Thế còn tưởng tượng bây giờ hai vợ chồng cùng đèo cùng chở nhau đến một nơi nhỉ, xong cùng tập xong lại hay gì, xong lại buổi trưa lại cũng ăn cơm đó, xong tối về thế nào bà, có vấn đề gì không? Dạ thật ra thì tại vì cũng không phải lúc nào cũng làm việc chung với nhau. Tại vì vợ của em thì chuyên về đóng phim và đóng quảng cáo, em là chuyên về làm hài, làm sân khấu. Cho nên nhiều khi cũng hiện tại như bây giờ, hiện tại là vợ đang ở dưới tỉnh, ở Đồng Tháp quay một tháng rưỡi một bộ phim truyện. Cho nên là cũng không, thời gian gặp nhau cũng không được nhiều. Bây giờ hỏi thật Bảo nhé. Bây giờ có một kịch bản sân khấu. Thì Bảo nghĩ ngay đến là, bởi vì trong cái nghệ thuật ấy thì có hai cái cách cư xử. Có những người cả bên phim cả bên kịch, ví dụ như là có cái gì ngon là nghĩ ngay đến bồ mình, vợ mình. Nhưng mà cũng có những người là sợ nhất cái đấy. Thế thì Bảo ở dạng nào? Em là chắc ở dạng giữa hai cái đó. Tại vì đúng là cái gì mà thường thường mình, cái người mình thương thì cái gì mình cũng muốn dành cho. Nhưng mà được cái là hai vợ chồng em rất, nó lý trí hơn cái tình cảm. Có nghĩa là mình thấy cái gì mà thật sự nó thích hợp thì mới làm. Hoặc là không phải là của mình đâu, mà thí dụ như vợ nhận một cái show đó, một cái vai diễn đó mà thật sự mình cảm thấy nó đúng với cái sức của cô ấy thì mình khuyên cô ấy nhận. Còn nếu như mình thấy mà nó quá sức quá hay là nó không có hợp thì mình khuyên cũng không nên làm. Đó, rồi có khi mình cũng, vợ cũng lo ngại mà mình cảm thấy là được, cho nên là mình dạy dỗ, mình nhận show thay cho vợ luôn. Mình nhận lời người ta luôn. Thì đó là cái mà cũng mình cũng lý trí. Bản thân không phải em không mà riêng vợ em cũng vậy. Ví dụ như em giới thiệu một cái vai đó cho vợ em mà vợ em cảm thấy vai đó nó hoặc là một cái vai hài quá, không phải là cái sở trường của cô ấy, thì cô ấy cũng từ chối. Nói chung là cái gì hợp thì mình mới dám làm. Thế còn hai vợ chồng ở diễn chung thì có vấn đề không, gì không nhỉ? Bởi vì ví dụ như thế này, trong cái nghề của mình có những cái chớ trêu, tất nhiên là Bảo chưa ở cái đấy. Ví dụ như Cát Phượng Thái Hòa, hai vợ chồng diễn với nhau trên kịch cảnh yêu đương, ok, không có vấn đề gì, đúng không? Ly dị. Lại diễn cái vở kịch đấy, lại diễn cảnh yêu đương. Đúng biết là sao? Tất nhiên là Bảo không ở hoàn cảnh đấy, mà nếu hoàn cảnh đấy thì nó sao? Thì thật ra cái nghề của mình thì nó cũng có những cái chớ trêu lắm. Muôn màu, muôn vẻ, thật sự có những lúc cũng hai, cả hai cũng đang
đang gây với nhau. Nên trên đường đi diễn là cũng gây với nhau dữ lắm. Gây về một cái gì đó, cái lát lên diễn là giận nhau rồi không nói chuyện nữa. Vô quá trang cũng mạnh ai đó quá trang không nói chuyện gì với nhau. Cái lát lên cũng phải diễn yêu thương nhau. Đó, rồi diễn với nhau hồi xong cái xuống cái tự nhiên cái cười. Cái rồi thấy rất kỳ kỳ. Tại vì có những vai nó rất chớ chiêu. Có khi có một cái vai đó Gia Bảo lại đóng dây mẹ của vợ mình. Thì nó rất là chớ chiêu. Đang giận mà trong cái hình ảnh mà chồng mình ra làm mẹ mình thì nó cũng khó thể nào mà giận tiếp được. Nhiều cái vai khác màu xô cũng phân nhiều cái vai nó ngặt nghèo lắm. Bảo thấy nếu bây giờ mà được chọn một cái gọi là ra một cái hình ảnh để mà Bảo với vợ mà đưa lên trên TV thì sẽ chọn cái trường đoạn nào? Thật ra mà Bảo với vợ thì không có quay chương trình nhiều với nhau. Thường là diễn sân khấu, mà diễn sân khấu kịch thì lại không có quay hình. Dạ, thì cũng có vài cái tiểu phẩm là đóng chung với nhau. Thì cái đó nó không có đã bằng ở sân khấu. Ở sân khấu thì mới làm mẹ được. Cái lên truyền hình thì nhiều khi lại ngại cái vấn đề mà mình giả gái cho nên cũng không có cái chớ chiều. Có khi làm mẹ có nghĩa là bà ngoại của vợ luôn. Vậy à? Dạ. Nó cũng khó khăn nhiều cái lắm. Và chính là vậy thì mình thấy cái nghề nó vui, nó muôn màu muôn vẻ, nó có nhiều cái lạ lùng. Ở ngoài là vợ chồng mới lên sân khấu làm mẹ, làm con, làm các thứ. Có khi làm kẻ thù nữa chứ. Kẻ thù nữa, đúng rồi. Hai phe khác nhau rồi ra là thù hằn rồi là nó. Bảo thấy những cái cặp vợ chồng nghệ sĩ mà cùng nghề á, nhìn chung thì hạnh phúc hay là có vấn đề Bảo? Thật ra mà em thấy nếu mà các cặp vợ chồng nghệ sĩ mà nếu nó là do mỗi người thôi, nếu không phải là mình nói nghề mình cũng có thể nghề khác nữa. Thì nếu mà biết vung vén rồi biết giống như là mình hạn chế một số vấn đề hay là mình cố gắng hơn thì em nghĩ thì nó cũng sẽ không có những cái mà gọi là đổ vỡ. Ví dụ như mình cũng rất là thần tượng những cặp nghệ sĩ giống như là Quang Minh Hồng Đào cũng là một cặp mà vợ chồng đi diễn chung với nhau bay hết nơi này tới nơi khác cũng cái gì rất là nhỉ? Dễ thương. Lida Trang Đài và Tân Biên Ngô. Dạ, đúng không? Đúng rồi, nhiều lắm. Thì rất là dễ thương. Mà Việt Nam mình thì cũng có những cặp. Hình như ông Tuấn Ngọc cũng có một cô vợ ca sĩ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, vợ của anh chú Tuấn Ngọc cũng là ca sĩ. Rồi cũng nhiều lắm. Cẩm Vân Khắc Triệu rất là nhiều nha. Thì mình thấy đó là những cái tấm gương mà để cho hai vợ chồng của em phải học theo những người đó. Thì cũng có những cái vấn đề nó cũng bất đồng quan điểm, nhưng mà được cái mà may mắn mình có được một người vợ biết giống như là nhường nhịn, và người vợ mình cũng khá là giống như là sao ta chu đáo. Cũng như là khi mà em quyết định em làm cái chương trình mà kỷ niệm 64 năm đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga của gia tộc á, thì lúc đó là mình nói với vợ là giờ anh muốn làm cái chương trình này để cho một cái kỷ niệm của gia tộc của bên anh. Thì thật sự vợ em không biết gì về cải lương hết, một người miền Trung không biết về cải lương. Rồi khi mà mình quyết định mình liều, mình dành hết tài sản mình tích góp bao nhiêu năm mình làm, thì vợ cũng dành là hết tài sản của vợ cho bảo mình luôn. Nghe là đấy là một cái cú mà không phải vấn đề nghệ thuật đâu, mà vấn đề gọi là tài chính cũng là một cái cú liều đấy hả? Dạ đúng, tại vì khi mà quyết định làm cái đó thì thật sự là tại vì em quá yêu mến bà Thanh Nga, là bà của em. Em quyết định làm cái đó. Thì ngay cả ông nội là nghệ sĩ Bảo Quốc, ông nội cũng khuyên là có nên làm hay không. Tại vì thời điểm này thì cải lương đang cũng có nhiều khó khăn. Phải công bằng nói là nếu bà hỏi tôi bảo không đấy. Dạ đúng. Bởi vì nói chung nghe ai cũng nói thật là ai cũng run. Dạ. Mà những cái bà cải lương nhiều tiền lắm. Dạ đúng. Trang phục rồi các thứ cảnh trí nhiều tiền lắm bà ơi. Rồi khi mà quyết định làm thì đúng là trong nhà cũng có ngăn cản. Yeah. Duy nhất, anh Hoàng biết duy nhất chỉ có một người ủng hộ em là vợ em thôi. Thì mà có khi là ủng hộ là do không hiểu cải lương đúng không? Không, thì cô ấy cũng biết là khó khăn, tại ngay cái gia đình có hợp lại với nhau thì trong những người trong nhà cũng nói là rất là thích cái ý tưởng này. Nhưng mà liệu có làm hay không là thì mình nói thôi bây giờ em quyết định em làm, em bỏ tiền túi em ra em làm. Thì dành hết tiền của mình, mà vợ dành hết tiền của vợ luôn đưa cho mình làm luôn. Nghĩa là bây giờ mới thấy rằng vợ cùng nghề. Và trong những thời khắc quan trọng, rất là quan trọng đúng không? Ví dụ mà vợ cản chắc thôi rồi đấy phải không? Chắc thôi rồi.
tại vì có ai ở đâu đúng không? Tại vì không ai giúp mình, không ai cùng qua suy nghĩ với mình. Thế đó, rồi cùng mà cái điều mà rất là nể cô ấy là cô ấy cũng không biết gì về cải lương mà dám dành hết tiền bạc của cô ấy để dành, cô ấy dồn hết cho mình chỉ vì cái ước mơ, cái đam mê của mình thôi. Thì đó là một cái mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. À, cái bài học này cũng ghê đấy nhỉ. Yeah. Thật sự nếu mà thất bại là coi như cả hai tay trắng làm lại từ đầu. Bây giờ hai người thành công. Em cũng rất là mong muốn là làm được thêm nhiều vở cải lương kinh điển nữa. Ừ. Đó thì mình cũng cần sự giống như là sự hợp tác của tất cả các nghệ sĩ và hợp tác của vợ. Vợ thì lúc nào cũng ủng hộ rồi. Nhưng mà thật sự mình khi mà anh Hoàng với mình làm một cái gì đó nó cũ rồi thì mình cũng phải có một cái gì đó nó làn gió mới thì nó mới thật sự là nó kéo được khán giả đến rạp. Chứ nếu như mà làm lại một cái vở cũ mà đúng những cái người y như vậy thì người ta lên mạng người ta coi được rồi. Thế là Bảo rất là thông minh khi mà kết hợp cả cái gọi là sao truyền thống và hiện đại. Lại thêm một người vợ ủng hộ hết mình. Mà cái ủng hộ này thì là một phần là thương chồng, một phần là do không hiểu cải lương. Và sau tất cả những người hiểu cải lương đều sợ đúng không? Hai đứa lúc đó làm là mọi người cứ nói là hai đứa này điếc không sợ súng. Hay vậy. Cái đấy là một cái bằng chứng hùng hồn để cho thấy là khi mà vợ là đồng nghiệp và những cái thời điểm quyết định thì rất là quan trọng. Ngay cả trong cái công việc cũng vậy. Tại vì vợ em thì cô ấy có thể cô ấy sâu sắc hơn em và cô ấy có thể nhìn xa hơn mình. Thí dụ như cô ấy dám chỉ ra thẳng những cái điều mà mình chưa được và những cái mà thí dụ như mình thất bại cái gì, mình không hay cái gì, cô ấy dám nói thẳng mình điều đó. Thế à? Mà những cái đó thì trước giờ thì không ai nói thẳng mình như vậy. Thì lúc đầu thì mình cũng quạo lắm. Cái tôi mà nói trời ơi em biết gì về cái nghề của anh mà em nói. Anh diễn hài, em không có diễn hài em không biết. Thì cô ấy mới chỉ ra những cái điểm mà sau đó mình phải suy nghĩ lại. Và mình thấy đúng là cô ấy chỉ đúng. Thì đó là một cái cũng rất là bổ trợ cho nghề nghiệp của mình. Bây giờ mới thấm thía cái câu nhất vợ nhì trời đó. Đó, hồi đó có tổ chức một cái vở kịch mang tên nhất loại như trời rồi mà chưa có hiểu. Bây giờ thì mới hiểu. Thì cũng may mắn là cô ấy rất là thông cảm và hiểu được cái nghề của mình và giúp cho mình những cái điều mà mình chưa có hay, mình chưa làm được. Ví dụ như trong cách làm việc hay là cách đối nhân xử thế hay là cái cách mà mình làm nghề. Lúc trước thì nhiều khi mình cũng trễ nải giờ giấc. Rồi thí dụ như làm cực một chút là mình lại cứ nhăn nhó các thứ. Thì bây giờ thì nhờ có vợ chỉ ra được những điều đó thì mình thấy đúng là những điều đó là những cái sai. Và bây giờ là mình không có như vậy nữa. Thì mình cũng chuyển theo hướng tích cực. Vợ thua Bảo bao nhiêu tuổi bà? Dạ thua có một tuổi thôi. Ồ. Dạ nhưng mà cô ấy cũng khá là thông minh, suy nghĩ. Cho nên bây giờ riêng với Gia Bảo thì thấy việc là cưới vợ cùng nghề là hạnh phúc. Chứ hoàn toàn nó không phải nhược điểm như Lê Hoàn rêu rao mà. Dạ thì thí dụ như một cái đề tài này mà 5 năm nữa mình quay lại thì nhiều khi nó khác. Bây giờ thì chưa nhưng mà 5 năm nữa nhiều khi nó lại khác. Không được bi quan thế. 5 năm nữa giờ có khi là theo mấy chục suất cải lương là tỷ phú rồi mà. Hàng đâu ngồi cạnh được nữa. Trời ơi. Đúng không? Đấy, thế người ta, cho nên bây giờ mới thấm thía cái câu các cụ nói gọi là một cái câu nghe nó thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn đấy, có đúng không? Đúng rồi, thì vui lắm khi mà mới quen cho tới khi mà có con rồi á thì mình cũng biết là vợ mình làm nghề vậy mà cũng chưa chứng kiến được những cái lúc mà cô ấy có những cái show lớn này nọ. Thì như gần đây cô ấy nhận một cái phim mà vai chính mà đi một tháng rưỡi, ôi trời, tính ra vợ mình cũng dữ dội quá ta. Cũng là đóng vai chính rồi không các thứ đó, thì rồi đóng quảng cáo, nhận những cái hợp đồng quảng cáo rồi nó trôi những cái này và những cái mình chưa có làm, ví dụ như phim mà vai chính là mình chưa có làm rồi đó. Rồi cảm ơn Gia Bảo là cái câu chuyện hôm nay ấy rất là thú vị ở cái chỗ rằng là một người lấy vợ cùng nghề nhưng mà cảm thấy là đấy là một cái sự lựa chọn rất là đúng đắn và rất là hạnh phúc. Mặc dù anh ấy có thận trọng anh nói rằng 5 năm nữa không biết thế nào nhưng mà không, tôi tin là 50 năm nữa vẫn tốt thôi. Và qua đấy mới thấy rằng là vấn đề chẳng phải nghề nghiệp gì mà vấn đề là nếu hai người cùng yêu thương và nếu như là hai người cùng tôn trọng và cùng hết lòng với nhau thì mà quan trọng là mình biết lắng nghe. Lắng nghe chứ không thôi nhiều khi mình vừa nói là mình muốn vậy cái đó thôi đừng anh đừng làm rồi là coi như xong tiêu tùng.
Rồi, cảm ơn Bảo. Dạ, cảm ơn Hoàng.